nó đang ở cổ anh kia kìa. Cái gì? Doraemon! Doraemon kìa các bạn ơi. Ui. Lấy đây em giữ cho. Được rồi. Không thì thế này đúng không? Đúng rồi. Thích ghê nhỉ. Chơi cái bập bênh này tưởng sướng nhưng mà cũng nguy hiểm vết này à ra mà. Tốt nhất đây là anh lớn rồi. Anh đi ra ngoài đi để em vào chơi. Ai chả ai chả. Mày lên. Doraemon có Doraemon. Doraemon ở đâu hả có? Em không biết nhưng mà chúng mình phải đi tìm anh ạ. Làm gì có Doraemon mà đi tìm. Mà chúng mình ấy, đi tìm ấy, mấy lần rồi đó anh có đỏ có thấy Doraemon đâu. Đúng rồi. Em nhìn thấy có một người bắt tay với Doraemon kìa anh kìa. Thật á, người ta tìm được thì anh em mình cũng tìm được, đúng không hả Tham? Đúng rồi đấy anh ạ, mình ấy không thể thua được, mình sẽ tìm bằng được nó. Doraemon. Doraemon, let's go. Đi thôi. Hà Tham, em có tin tưởng anh không? Tất nhiên là tin tưởng rồi, let's go. Cái gì? Tìm Doraemon ở đây. Đúng rồi đấy, ông ấy phải băng qua cánh rừng này mới tìm thấy Doraemon đấy. Thôi, nhìn cái cánh rừng này anh đã thấy sợ rồi. Mà trong rừng này có khi còn có hổ. Thôi anh về đấy. Quán ai mà tìm thấy Doraemon, em sẽ thưởng người đó 100.000. 100.000. Khoan, 200.000. 200.000. Ôi giời ơi, em nghĩ 200.000 của em là to. Anh về đây. 1 triệu. 1 triệu. Đi luôn. Theo chỉ dẫn của cò, ba đứa chúng mình đã có mặt trong rừng sâu để tìm Doraemon. Từng hạt mưa rơi xuống khiến cho con đường trở nên khó khăn, nguy hiểm trùng trùng. Không gian yên ắng của rừng sâu đôi lúc bị phá vỡ bởi tiếng động vật lạ. Liệu chúng mình có thể tìm thấy Doraemon và an toàn trở về nhà hay không? Trời vừa mưa, vừa lạnh, lại còn đói, trong rừng lại còn nhiều muỗi nữa. Thôi bây giờ, cò có trả anh 1.150.000, anh cũng không tìm Doraemon ở đâu. Anh về đây. Em về cùng. Đi về đi. Đấy em, đấy em. Nhanh, cho cò đấy một mình đi tìm Doraemon. Đúng rồi. Rồi mệt lắm rồi, ướt hết đầu rồi. Có cái gì này? Ôi, lên đây, có phát hiện mới rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi, không uổng công ấy là từ nãy giờ chúng mình phải đi tiếp vào trong kia rồi đây. Có cái nhà. Ở đây còn có cả Doraemon này, Doraemon với lại Nobita với lại Chuka đang bay. Ôi trời ơi, anh ơi. Đây. Ở đây là một cái cây mà. Đây là một cái cây. Anh ơi, có khi nào Doraemon đã từng ở đây không? Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Ở đây là một cái như kiểu là cái bếp. Ồ, đây cái bếp lò anh ạ. Ui, có mùi gà nướng. Chứng tỏ là Doraemon vừa nướng gà ở cái bếp này các bạn ạ. Doraemon ấy thích ăn bánh rán rồi anh ơi. Đây là một cái cửa các bạn ạ. Một cái... ngôi nhà ở trên cây, ở trong cây luôn. Trong cái cây này luôn. Ui. Đây anh ơi. Ui, ở đây có một cái bình nước của Doraemon này. Ui, chứng tỏ Doraemon ăn gà rán xong dùng cái bình này để uống nước này. Lấy. Ăn bánh rán anh ạ. Đúng rồi, mình sẽ dùng cái chai này để mình lấy nước này. Cái này có ngồi được không? Ui, ui, vào được đấy. Xem nào, coi thử vào xem. Đây em, trong này xem. Ui, vừa người cò luôn này các bạn ơi. Ui, chứng tỏ là Doraemon đã từng ở đây các bạn ạ. Ở đây là một cái bếp này, đây này. Bếp này, bếp để nướng gà đây này. Đúng rồi, đốt than ở đây đúng không? Đây này, trên này cao này. Ui dồi ôi, các bạn ơi, nhà kiểu như ở trong lòng cây luôn. Mà cái công trình như thế này ấy, thì người thường là không thể làm được. Chỉ có Doraemon làm được thôi. Ai bảo là không làm được, anh làm được hết. Đừng có khinh thường anh. Vậy là đã có manh mối đầu tiên. Chúng mình đang đi đúng hướng rồi đấy. Cứ tưởng là về, hóa ra lại được đi tiếp. Let's go. Đợi anh đang múc nước đây. Có nước rồi anh em mình uống xong mới đi được chứ. Không khát nước lắm. Ui ui may quá các bạn ơi. Có cái bình Doraemon thế này. Đựng nước mà nước suối rất là trong. Tha hồ uống luôn, tha hồ. Sức khỏe để đi tìm Doraemon. Phía trên ấy thì có rất nhiều. Phía trên có rất nhiều cây. Nhưng mà ấy,
lượng hạt mưa ấy, nó rơi xuống cũng rất là nhiều các bạn ơi. Ây ui, anh Gấu Đỏ với Hà Sam, đợi một lát nha, để em đi vệ sinh cái đã. Đi thì đi nhanh lên nha, trời đang mưa. Nhanh lên, mà đi gần thôi nha. Biết rồi. Mưa quá anh ạ, tôi cho em chú cùng với. Chú cái lá lô như thế này một người chú được thôi. Ôi, Có làm sao? Anh ơi, đi. Có ơi, có làm sao không? Có ơi. Ôi trời ơi. Em là người đầu tiên phát hiện ra cái ngôi nhà này. Nhà này là nhà gì? Nhà của Doraemon. Bằng chứng đâu? Ở đây nhá, một ngôi nhà bé tí như thế này mà tận trong rừng sâu đây này, người thường sẽ không đi vào trong này đâu. Chỉ có Doraemon trốn vào trong này làm nhà thôi nha. Anh xem nào. Đâu. Ui các bạn ơi, ngôi nhà này được đắp bằng đất. Bằng đá này. Bằng đá, rất nhiều đá vào đất luôn. Đá. Ôi dồi ôi, anh ơi, bên này bị mục rồi. Ôi. Anh ơi. Có cái gì đấy? Bên dưới. Kìa. Bỏ ra. Ui dồi ôi. Doraemon. Thế thì theo như lời cò thì đây là nhà Doraemon thật sao? Ui dồi ôi. Nó ảnh Doraemon này các bạn ơi, nhìn ảnh Doraemon này, xem còn dấu hiệu gì nữa không? Ôi, anh ơi. Cái đây là cái giường. Chắc là giường của Doraemon đây. Đúng rồi. Cẩn thận đấy Hà Sam, cẩn thận mục của đấy. Cẩn thận. Ôi, thế này là bị, chắc là bị mưa nó đổ rồi anh ạ. Ui trời ơi, mát thế. Ui, nước này vừa trong vừa mát, có thể uống được luôn các bạn ạ. Cái gì? Đổ đi. Mày buồn cười thật. Nước anh để uống này bảo đổ đi. Nước đổ đi. Mày có để im để anh uống nước không? Đổ cái gì mà đổ? Em vừa mới đi vệ sinh ở trên kia xong. Mày đi vệ sinh. Đây là một ngôi nhà mà ngôi nhà này bị phá hỏng rồi, hơn nữa lại không thấy Doraemon ở bên trong. Thế thì không thể khẳng định đây là nhà của Doraemon, đúng không Hà Sam? Đúng rồi, thế bây giờ ấy, biết đi đường nào hả anh ơi? Bên trong này là rừng núi âm u, chúng mình mất dấu rồi. Bây giờ phải làm thế nào bây giờ? Hãy đi về. Ôi, anh ơi, có cái nước gì màu xanh này? Đâu, đứng lại, đứng lại. Ui, nhìn từ trên xuống là đây là một cái mũi tên. Đây này, thẳng lên đây, rẽ sang đây. Thì này, chứng tỏ là con đường chỉ tiếp theo là bên này. Đúng rồi, tiếp theo rồi, chắc chắn nhà Doraemon ở bên trong này. Đi vào trong này đi. Mà anh bảo này, ở bên trong rừng mùa này nhiều con vắt lắm, các em phải cẩn thận đấy. Ô, con vắt à? Con vắt nó trông như nào anh? Nó giống hết con đỉa, nó hút máu người. Có phải nó màu đen không anh? Đúng rồi, nó màu đen, đen xì luôn. Nó dài tần này nè. Đúng. Thôi đúng rồi. Anh ơi. Hả? Nó đang ở cổ anh kia kìa. Cái gì? Doraemon kìa các bạn ơi. Doraemon. Tớ bắt tay cậu cái nào. Anh Gấu Đỏ, em được bắt tay Doraemon này. Hà Sam ơi, tớ được bắt tay. Hà Sam đâu rồi? Hà Sam ơi. Doraemon có thấy Hà Sam vừa ở đây không? Tôi chết, tôi tìm được Doraemon mà mất Hà Sam. Mất Hà Sam rồi. Oh no. Cái tay này quen anh ạ. Hả? Mà Doraemon nào tung ta tung tẩy đấy nhỉ? Ôi trời ơi, Hà Sam, anh Gấu Đỏ ơi. Hà Sam chứ không phải là Doraemon. Bỏ cái mũ ra xem là phải Hà Sam không? Bỏ cái mũ ra. Em dám lừa bọn anh à Hà Sam? Là em lừa bọn anh đâu, mà ai tìm mãi không được Doraemon nên em đã nghĩ ra được một kế sách, đó chính là em sẽ đóng giả Doraemon. Nếu một người đóng giả anh thì chắc chắn là anh sẽ phải xuất hiện, đúng không? Thế nên đây là em đóng giả Doraemon thì Doraemon chắc chắn sẽ xuất hiện. Thế từ nãy đến giờ Doraemon đã xuất hiện chưa? Chưa, nhưng mà ấy, em phát hiện ra được một cái này mới, đó chính là cầu trượt Doraemon. Cầu trượt? Đúng rồi. Ui trời ơi, bên này có một cái cầu trượt này các bạn ơi. Làm rất là công phu luôn, ở trên một sườn đá này. Ui,
Chắc chắn lắm anh ạ. Ui chắc chắn gì, ở đây có một cái lỗ này. Đây chắc là mông quá, nặng quá, trượt ở đây bị mắc ở đây này mà vỡ luôn cả đất các bạn ơi. Ngoài đơ đây mua ra thì chắc là chỉ có anh gấu đỏ thì mông mới nặng đơ đấy thôi. Ở chỗ này còn có cả những hòn đá này, đá trộn với lại đất để làm ra cái cầu trượt này. Rất là xịn sò luôn các bạn ạ, nhìn này. Đứng từ bên này nhìn xuống rất là cao luôn. Bây giờ anh thử lắt những hòn đất này xuống xem là có trượt không nhá. Bóng đất đây. Ôi trời. Xuống nào. Tháo cái lỗ này coi. Tao lăn vào lỗ nào. Này, nếu mà cái cầu trượt này á mà nó không bị nứt mà không bị vỡ là anh em mình có thể trượt được ấy. Nhưng mà cũng nguy hiểm lắm các bạn ạ, trượt thế này không cẩn thận gãy chân ấy. Bây giờ nước chỗ này phải đầy mới trượt được cơ, còn nước ở chỗ này ít quá anh em mình không trượt được. Và tốt nhất các em nên tránh xa những chỗ này ra, rất là nguy hiểm. Chúng mình phải đi tìm nhà Doraemon ở chỗ khác thôi. Chỗ này có một cái thác nước ở trên kia chảy xuống đây các bạn ạ. Như vậy là đường cụt rồi, chắc chắn là nhà Doraemon không thể ở tiếp trên kia được, đúng không các em? Đúng rồi. Anh ạ. Thế thì anh em mình phải đi xuống dưới để xem ở bên dưới có không, chứ ở bên trên này tịt đường rồi các bạn ạ. Đi các em ơi, đi xuống dưới đi. Cẩn thận anh nhá, trơn lắm. Đường rất là trơn luôn các bạn ơi. Vì trời là trời mưa nên rất là trơn. Xung quanh cây cối âm u. Cò hôm nay á, cò chọn ngày quá đẹp luôn đấy anh có đỏ ạ. Chọn đúng ngày trời mưa để đi vào rừng ấy tìm Doraemon. Mà còn không thấy nhưng mà thế thì phần thưởng mới cao thế chứ. Mà còn chưa thấy tung tích của Doraemon đâu các bạn ạ, không biết là có tìm thấy không. Như đi thế này anh thấy vất vả quá các em ạ. Ôi anh ơi, đi tìm Doraemon từ trong rừng ra đến ngoài hồ luôn các bạn ơi. Nhìn kìa, một cái hồ rất là rộng mênh mông bát ngát luôn. Em làm gì ấy anh ơi? Đây là cái gì ấy nhở? Đây là lưới đánh cá. Nhưng mà cái này hình như là người ta bỏ rồi, vứt ở đây này. Học rồi. Vứt rồi. Kìa bên kia. Có con vịt các bạn ơi, có con vịt. Đi vào xem nào. Con thiên nga. Đi đường nào đây anh ơi? Đi đây. Ui. Wow. Một con thiên nga này bị bỏ hoang các bạn ơi, rất là to luôn. Ui, con này hỏng rồi anh ạ. Hỏng rồi. Ui. Wow. Cao cơ. Anh ơi, có phải cái con thiên nga này là cái con mà hay đạp ở trên nước không anh? Đúng rồi, người ta dùng để đạp vịt ấy, chắc là đạp ở dưới cái hồ này. Nhưng mà con này bị hỏng mắc cạn ở trên này rồi các bạn. Nhìn này các bạn ơi. Ui, siêu to siêu khổng lồ luôn. Đấy, cái bàn đạp này anh này. Ui, trèo. Ui, vẫn trèo lên được hả sao ạ? Chắc chắn lắm. Anh ơi, nhưng mà không có chỗ ngồi anh ạ. Thì hỏng rồi đấy, ngồi chỗ này đấy. Ngồi đây này. Ngồi đến cánh của nó. Bây giờ là phải đu này anh ơi. Đu thiên nga đi tìm Doraemon. Cái này bị hỏng rồi này, đấy cái này nó phải có cái mái che lên đúng không? Đây đạp đây. Toàn hết cả xích rồi các bạn ơi. Đi xem là bên này có Doraemon không? Bên này này, anh nghĩ là bên này có đấy. Ui, ở đây lại có Doraemon tiếp này các bạn ơi. Doraemon đang hướng mặt về phía bên này, chứng tỏ là chỉ đường về phía bên này. Các em ơi, Doraemon ở đây này, nhanh lên. Ôi, đây này. Anh vừa nhặt được một cái hình Doraemon ở dưới này nhưng mà rơi mất xuống dưới đây rồi. Bây giờ anh em mình phải đi thẳng lên trên này. Lúc anh chờ cái đầu Doraemon chỉ bên này, đi tiếp đi. À, bên này. Theo như chỉ dẫn mũi tên đã đưa chúng mình đến căn nhà hoang này các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ ở đây chắc gì có Doraemon. Doraemon không phải nhà hoang đâu mà sao ơi. Ôi anh ơi, biết đâu được. Đi kiểu gì đây? Ui, bẩn hết chân rồi. Cứ để anh rút ra đâu. Rút ra. Vứt cái chân này đi. Rút luôn. Ấy, tất Doraemon tại em luôn. Anh đúng rồi. Đeo cái tất này của anh vào thì kiểu gì Doraemon cũng ra tìm đến chúng mình cho mà xem. Ôi trời ơi, đi này. Ê, đi luôn kìa. Ôi đi được một bên rồi. Ôi, anh cứu đỏ ơi. Ở đây có cái lốp xe Doraemon này. Đâu? Ui, Doraemon này, Doraemon này. 2 hình, 3 hình. Ui, Doraemon đang bắn cung này anh ơi. Đây là cái lốp xe hỏng rồi. Đúng rồi. Ui, cái này có thể lăn được đấy cỏ. Lăn thử anh xem nào. Anh gấu đỏ có nghịch tê. Ui, các em ơi, ở đây này, ở đây có Doraemon. Doraemon,
Ui, đây là một cái tấm gì ấy, gỗ mục cái thao ấy. Lật lên xem, lật lên xem em ơi. Ôi, ôi dồi ôi, mục hết rồi. Ui, anh ơi, có cái gì đây? Tờ giấy. Ôi, mới lắm. Nếu bạn tìm tôi, hãy đến cống cổng siêu to phía đông, nơi cây cối không có sự sống. Ôi dồi ôi, ai tìm người này? Đây là người ngoài hành tinh tìm làm cái gì? Ôi dồi ôi, anh ơi. Phải đâu, đây là Doraemon. Doraemon. Doraemon đây à? Đầu chọc lắm thế này. Mà Doraemon bảo là đến cái gì ấy, cống cổng, mà nơi nào mà cây cối không có sự sống. Bây giờ có chỗ nào mà cây cối không có sự sống các bạn nhỉ? Chắc chỉ có sa mạc thôi. Nhưng mà em biết anh ơi, chúng mình bây giờ cứ đi về phía đông đi đã, chắc chắn là sẽ đến. Phía đông là phía bên này. Đúng rồi, đi anh ạ. Cái cây này nó xanh xanh, nó đột biến này, chứ còn không phải ấy. Ơi, ui lại có tiếp. Ui, mới hơn cái bàn đấy cậu ạ. À. Mới hơn, tức là đúng rồi. Ui, đi. Vẽ bậy. Thế chứ, phải sạch sẽ như thế này chứ. Oh no. Ôi trời ơi. Anh có rõ. Sạch sẽ luôn này. Vẽ bậy, vẽ bậy. Anh ơi. Người ta vẽ bậy ra được, bây giờ anh xóa đi chứ. Không phải ai vẽ bậy đâu, đó chính là Doraemon vẽ dấu hiệu cho chúng mình đấy. Doraemon ai lại vẽ bậy với bạn như thế? Thế anh có nhớ là cái mũi tên nó chỉ bên nào không? Bên này hay bên này? Mũi tên á? Thì hóa ra nó là mũi tên à. Anh còn tưởng đứa nào nó vẽ bậy với bạn chứ. Anh làm sao mà biết được nó vẽ cái gì? Dấu vết cuối cùng để lại thì đã bị anh gấu đỏ ấy, anh ấy phá hủy mất rồi các bạn ơi. Nhưng mà theo cái tờ hướng dẫn ấy thì mình chỉ cần đi theo hướng đông và tìm cái nơi ấy mà cây cối là không có sự sống các bạn ạ. Thì mình thấy cái miếng đất này này là không có cây cối mọc. Bên này thì có cây nhưng bên này không có cây, nên là mình đi theo cái bên này các bạn nha. Wow, một cái quả núi siêu to. Ôi, anh gấu đỏ, anh có nhìn thấy cái gì không? Có một quả núi đồi chọc thôi, có cái gì đâu. Trời ơi, mở mắt to nữa. Không có sự sống anh ạ. Ừ, cây trên quả đồi này là không có cây gì. Không phải, mở mắt to nữa ra. Nhìn kia kìa. Có cái gì đâu, em chạy hẳn lên xem nào. Có cái nấm gì nó xanh xanh nhỉ. Có cái gì đâu nhỉ? Anh ơi, đây. À, đây rồi. Anh nhìn thấy rồi, em bắt đầu nhìn thấy rồi. Cẩn thận. Ui. Cẩn thận nha. Ui, như người ngoài hành tinh anh ơi. Ui, có phải không? Ui. Một con người xanh lét luôn. Xanh dương. Giống cái người trên cái tờ giấy lúc nãy. Nhưng mà tờ giấy lúc nãy là màu đỏ. Mà cái người này màu xanh, giống hệt bên hình Doraemon này anh ơi. Chẳng có lẽ đây là nhà của Doraemon. Ui trời ơi, quả núi như thế này à? Doraemon không ở đây đâu. Doraemon ở đâu? Ở đây các bạn ơi, có trông mấy con trâu không các bạn, nhìn này. Ui, mấy con trâu đang cuốn này các bạn ơi. Ui, đây này. Nhìn nó còn có lông màu đen này anh ạ, giống thật. Ui, đây. Con trâu thật mà. Đây là cây dương chỉ hay sao ấy, nhìn đúng rất rồi. Giống con trâu luôn. Đây, tao sao này. Ôi, tôi đó. Đến đây thì cũng là mất dấu rồi. Bây giờ là phải tìm hướng nào ấy nhỉ? Thế chẳng lẽ mình phải đục xuyên qua cái quả núi này để tìm đường ấy? Thế thì tối nay cò lại đây đào đi, còn anh đi về. Chứ cái núi này nguy hiểm lắm, tôi đi về đi, chứ đào gì. Cậu ở lại nhá, từ sáng đến bây giờ chưa được cái miếng gì ra hồn vào trong bụng này. Đói ơi là đói rồi, thôi đi về ăn đã. Thôi được rồi, hôm nay chúng mình sẽ không đi tìm Doraemon nữa. Tớ sẽ cho các cậu về, ngày mai chúng mình lại đi tìm tiếp. Cái gì? Ngày mai lại đi tìm tiếp à? Mơ à? Mơ gì mà mơ. Ngày mai em sẽ chuẩn bị một con gà siêu to khổng lồ luôn, để chúng mình vừa đi vừa ăn, vừa tìm Doraemon tiếp. Gà? Được, thế thì bây giờ đi về đi, khỏi trời tối rồi. Mai chúng mình lại đi tìm Doraemon tiếp. Về thôi.